Vâng, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Cái video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi cái bộ môn bài lá ok, hiệu quả, và đặc biệt là cái giá thành của nó rất là mềm luôn. Nó không có giống như clip hôm trước tôi có quay cho anh em là những con máy đánh bài. Những con máy đánh bài thì chơi cực kỳ là hiệu quả rồi, nhưng mà nó giá thành của nó cũng tương đối là cứng, không có mềm. Không phải ai cũng có thể sở hữu nha. Hôm nay thì cái sản phẩm này thì ai cũng có thể sở hữu này, giá nó rất là mềm, tầm 1 triệu mấy là anh em cũng có một bộ rồi, nên nó là chơi cực kỳ là dễ dàng. Để sử dụng cái sản phẩm này rất là đơn giản nữa, rất là đơn giản luôn, nó còn dễ hơn cả kính cái máy đánh bài luôn anh em. Anh em chỉ cần thả cái bộ bài của mình vào sân chơi, đeo cái bộ kính của tôi cung cấp này, đeo cái bộ kính này vào chơi bài giống như thằng bài nhập. Đó, nhìn bài là nhìn cái lưng bài là mình biết được đó giá gì, như chăng như chơi bài ngửa vậy đó anh em. Nên chơi cực kỳ là dễ dàng và hiệu quả luôn, rất là dễ dàng ha, và chơi cực kỳ là ok nha anh em. Đó, đây là những cái sản phẩm kính ở bên cơ sở tôi phân phối này. Tất nhiên là trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều mẫu, có cả 20-30 loại gì, chứ không phải bao nhiêu đây không đâu. Cơ sở tôi chỉ phân phối đâu đó tầm cỡ hình như là 7-8 loại gì thôi. Dùng này á là nó không có bị đeo vào á, là thứ nhất là nó êm mắt này, thứ hai nó dịu mắt và nó không có đỏ mắt nha, và không chảy nước mắt đó. Những loại này đeo chơi rất là ok luôn. Đây là những cái sản phẩm này là được nhập trực tiếp từ nhà máy về nha anh em, nên chất lượng của nó thì anh em không phải lo rồi. Đeo vào á thì rất là êm và dịu. Mình đeo vào thả cái bộ bài của mình vào sân chơi là mình chơi y chang như chơi bài ngửa. Những bộ kính này á, thì chỉ để hỗ trợ cho anh em chơi bài lá nha, không có chuyện là anh em sử dụng những bộ kính này vào mà để đòi nhìn xuyên quần xuyên áo, hay xuyên thùng bầu cua, xuyên nắp tài xỉu, không có đâu, không có được đâu nha anh em. Nên nó là tôi sẵn đây tôi đính chính luôn, không có sản phẩm đó đâu. Nếu mà có thì không có ai bán cho anh em đâu ha, thì để đi chơi với bán chi cho nó khổ vậy, đúng không? Đó, những cái sản phẩm này là cơ sở tôi bán là những cái sản phẩm thực tế này, có chất lượng này, đó là anh em đi chơi sẽ ok. Đó, nói chung là mỗi cái sản phẩm nào đó thì cũng phải có theo cái thông số của cái nhà sản xuất thôi. Ví dụ như anh em chơi máy đánh bài thì bắt buộc anh em thả được bộ bài của mình vô ha, thả để máy ở bên ngoài đó, hoặc là khi chơi kính áp tròng này cũng vậy, anh em thả cái bộ bài của mình vào chơi bài y chang chơi bài ngửa, rất là đơn giản thôi. Đó, nói như vậy thôi anh em. Rồi sáng nay tôi giới thiệu sơ sơ qua vài loại kính ở bên cơ sở tôi phân phối này. Như này thì đây, những loại này này, loại này đó là bên kính của Mỹ đúng không, kính của hộp gỗ kính của Mỹ đó anh em. Loại này thì chắc không còn xa lạ đối với những anh em nào đã từng chơi 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 kính áp tròng rồi. Những loại này thì nó không có đeo vào, nó không có bị tình trạng đỏ mắt hay chảy nước mắt đâu, chơi rất ok luôn. Nhưng mà nó rất đeo vào á thì nó không kén người dùng, không kén người dùng nha anh em. Tại vì đó là cái này á thì nó rất là cổ điển rồi. Nói chung là anh em chơi kính là nó cũng lấy cái sản phẩm này nó có cũng đã lâu rồi mà, nhưng mà nó chơi rất ok luôn. 100 người từng dùng kính áp tròng ở Việt Nam thì tôi chắc chắn là hơn 80 người từng dùng qua là kính này rồi, chắc chắn luôn nha anh em. Nên nó là đeo vào thì nó rất là dễ dùng. Nó là cái sản phẩm của kính của Mỹ mà nó cải tiến hơn một xíu, cái mẫu mới năm 2021 này. À, cái này kính VB. Kính VB có đợt kính xanh và kính đỏ. Đó, cái mẫu mã thì nó như vậy. Còn về cái chất lượng bên trong này, chất lượng bên trong thì nó thiết kế nhỏ gọn hơn và nó được tích hợp thêm cái kính này, cái gương đó và cái đèn nữa để cho anh em sử dụng cho dễ dàng và tiết kiệm không gian, cũng giống như là cái giờ anh em đi có thể đi ra mua cái điện thoại di động đi. À, điện thoại di động á thì anh em thấy cái hộp nó rất là nhỏ và mỏng, nó tiết kiệm không gian và tiết kiệm đó anh em. Cái này thì cũng theo xu hướng của nó thôi, tiết kiệm lại này, và cái tròng mắt thì để chung vào một cái lọ như thế này cho nó tiết kiệm không gian, và tặng kèm cho nên cái dụng cụ để cho anh em đi chơi xa và cái đeo nhỏ thôi. Nhưng mà tôi nhắc đi nhắc lại cho anh em á là chơi kính áp tròng là phải nhớ là anh em đeo có bị đỏ mắt hay không, cỡ mắt hay không, là nó phụ thuộc vào chất lượng của lens này nè, chứ những cái này chỉ là rau riêng phù hợp thêm thôi nha, tặng kèm đi theo thôi. Quan trọng nhất là vẫn là cái này, anh em đeo có bị đỏ mắt hay không á, là cỡ mắt hay không là nó hơn 70% một cái này rồi, còn 30% còn lại là do cái thao tác mang là thứ nhất, thứ hai là cách bảo quản. Đó là hai cái đó cũng rất là quan trọng nha. Nên nó là anh em mua kính đó thì nên tìm hiểu thì là kỹ này, và được hướng dẫn ok thì anh em sử dụng mới hiệu quả được nha anh em. Những cái sản phẩm này thì thực tế nên nó là mình không phải lăn tăn gì vấn đề đó đó gì đó. Nó là tại vì là cái mỗi là kính thì có một cái thông số kỹ thuật khác nhau. Ví dụ là kính nhỏ thì phù hợp với cái mắt một mí,
cái bắt bự hơn thì cái trồng nó bự hơn một xíu. Nói chung là đối tượng người dùng như thế nào á thì cái loại kính này nó phải phù hợp thì anh em chơi mới ok được, tránh tình trạng là cái mắt bự mà đeo cái tròng mắt nhỏ mấy tí thì tất nhiên nó bị trôi rồi, trôi xịt qua xịt lại thì rất là khó chịu. Hoặc là cái người mắt một mí mà đeo cái tròng kính chà bá vô thì nó ôm hết cái ngoài mắt thì nó sẽ làm cho kích ứng cái mắt và mình sẽ bị đỏ và chảy nước mắt thôi. Cái đó thì khi nào anh em mua kính thì tốt nhất là cứ liên hệ cho tôi đi theo số điện thoại trên màn hình 079 791 túi ba, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sở hữu một loại kính nó phù hợp. Nó đơn giản như cái loại kính này đi. Cái kính này là được nhập trực tiếp từ nhà máy về nha, kính của Hàn Quốc được nhập trực tiếp từ nhà máy về, và sản phẩm này thích hợp cho đối tượng người dùng là mắt một mí đó, và muốn nhìn bài rõ thì có thể lấy kính nó về xài. Tất cả những thông số kỹ thuật của nhà máy sẽ được ghi hết bên ngoài này đó. Cái loại này thì đeo vào trời nó hơi tối hơn và nhưng mà nhìn bài rất là nét đó, rất ok nha anh em đó. Nói chung là tại vì như vậy thì anh em cứ liên hệ để tư vấn cho một loại kính, sở hữu một loại kính nó phù hợp với mắt của anh em thì chơi nó ok cho anh em. Và sẵn đây tôi giới thiệu cho anh em một loại bài loại kính mà để nhìn bài mà mẫu mới nhất năm 2023 bên cơ sở của tôi và phiên bản giới hạn nha, được nhập trực tiếp từ nhà máy về. Đây là kính của Nhật, kính xanh của Nhật, và sản phẩm này thì chơi rất ok và hiệu quả, thích hợp cho những anh em nào mắt yếu mắt kém và muốn nhìn bài cho nó rõ thì có thể lấy cái kính này về mình xài được nè. Đó, này nó ép như thế này rất hay đúng không, nó không có sợ bị bể bị vỡ trong quá trình vận chuyển nên nó là mình chơi rất yên tâm nha. Và tất cả những thông số kỹ thuật á sẽ ghi hết bên ngoài này đó, nên thấy không, nên nó là chơi sẽ rất là hiệu quả luôn. Nhà sản xuất cũng rất là tâm lý nữa, tặng kèm cho anh em thêm một cái dụng cụ để cho anh em rửa mắt lens nè, rửa mắt kính nè đó, rửa mắt kính này, tại vì là mắt kính anh em một thời gian thì tất nhiên đóng gàng và đóng cặn rồi, những lúc đó thì anh em đeo vào thì nó nhìn bài nó không có rõ nữa, thì anh em để trong này anh em xoay vài vòng đổ nước ngâm vào. Cái nước ngâm thì khi nào mà anh em mua tôi sẽ tặng kèm, để trong này quay vài vòng thì sẽ những cái gàng rồi cặn bẩn rồi đó thì nó sẽ rớt ra, và cái mắt kính mình nó đeo vào lại nó nhìn bài cho nó rõ nét nha đó, nên nó là chơi rất yên tâm luôn. Nhà sản xuất rất là tâm lý nha anh em đó, rất ok luôn. Rồi nên là quan tâm về sản phẩm kính này thì hãy liên hệ theo số điện thoại và đặt hàng nha. Rồi tiếp theo video thì giờ tôi sẽ đeo kính áp tròng này vào để thử cái loại bài cho anh em xem, có thử nhìn cảnh vật và nhìn bài như thế nào. Những anh em nào đã từng chơi kính rồi hoặc là có thể xem video rồi thì có thể xem lại cho vui, còn những anh em nào chưa về biết gì về kính áp tròng, chưa sử dụng qua thì anh em hãy xem hết clip này thì tôi chắc chắn với anh em là dễ dàng hình dung ra cách mà người ta đeo kính áp tròng có thử nó như thế nào và nhìn bài nhìn cảnh vật nó ra sao nha. Không có chuyện coi thử thực tế là cái loại kính này có nhìn xuyên được đồ vật hay không nha anh em. Đó, đây đeo vào thì trời hơi tối một xíu thế này thôi, trời hơi sẫm hơn một xíu nha. Đó, nó sẽ lên màu và như thế này là nhìn bài nó rõ nè. Đó, cái lớp mặt này là không có biết với mắt thường nha, mắt thường không thể nhìn thấy được, nó sẽ hiện lên hết như thế này, trong quá trình mình chơi nó sẽ hiện lên hết nè, tất cả những số từ 3 cho tới xì nó như thế nào thì sẽ ghi y chang vậy hết trong quá trình mình chơi á, nên đó là mình không phải lăn tăn đâu, nhìn bài cực kỳ là rõ nét nha. Đó, rất là ok đúng không, tất cả những số từ 3 cho tới xì nó như thế nào thì sẽ ghi y chang vậy hết, chỉ có con 9 và con 10 hơi khác thôi. Con 9 thì nó sẽ hình cái bắp khóa để tránh tình trạng là bị nhầm với con 6 trong quá trình mình chơi đó, nên nó là chơi rất yên tâm nha. Mình nhìn ở trên lưng bài á là mình biết được đó là gì, cơ rô chuẩn bị đã biết hết luôn. Lấy ví dụ nhìn như thế này á là biết con 9 này, tôi nói đó, cái con 9 nó sẽ khác với con 6 à, để tránh tình trạng hay nhầm đó. Như thế này á là mình biết con 9 cơ này đó, đây là nước cơ này, nước rô bên này, cái trên là chứa nước chua, không có gì là nước bích đó, nói chung là rất đơn giản thôi. Chính cơ nè, thấy không? Rất là ok và chuẩn xác nha. Đây con quy nè, đây con đầm đó anh em, đây con đầm đầm chuồng nè. Nó thấy ok không? Đầm chuồng nè, rất là rõ nét, nhìn về biết liền anh em chơi bài như chơi bài ngửa. À, con này con 8 bích nè. Ok không nè? Và nó có con 10 nữa khác nữa thôi, còn những cái số này thì rất là đơn giản rồi. Chỉ con 10 cho anh em xem nha. Con 10 nếu ghi bình thường á cũng ghi cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ khác một xíu. À, tại vì là con 10 nếu ghi bình thường nó sẽ có số 1 cũng số 0, nó không có đủ không gian để ghi, mà cho dù có đi nữa thì ghi vẫn rất là khó nhìn đó, tại vì tí thế này mà ghi hai số thì rất là khó nhìn, nên nhà sản xuất là thiết kế ra một ký hiệu đặc biệt như thế này á, gạch gạch là chữ thập là biết ngay con 10, quay cỡ nào vẫn là biết con 10, rất là dễ nhìn luôn, anh em nhìn về biết ngay con 10 mà. Và đây con biết mình biết con 10 bit nữa nè đó, rất ok luôn nha anh em đó. Quy rồi ca đầm già xì gì đó thì y chang vậy hết à, tất cả những số này nó thì nó rất là đơn giản rồi, năm cơ rồi đây năm bit nè, năm bit nè, năm bit nè, không đây con ri bit nè, đây đây zero chứ zero nè đó, nên nói chung là nhìn như chơi bài ngửa như thế nào thì chơi y chang vậy hết đó,
nên nó là anh em có nhu cầu mua sản phẩm, mua một sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên nửa bài này thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nha, 079 791 43, thì tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ cho anh em về cách chơi và cách sử dụng nha anh em. Ngoài kính áp tròng thì bên cơ sở tôi phân phối đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi luôn, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài cũng có này, phụ kiện máy đánh bài cũng có luôn, tai nghe, về tai nghe đầy đủ hết. Nên là anh em có nhu cầu gì thì có thể liên hệ. Và hack game bầu cua cung cấp quy luật game cho di động, cung cấp kết quả trang gà phát lại, những cái trang gà nhanh là đều chơi được hết. Nên đó là cơ sở tôi có phân phối hết, nên đó là anh em có nhu cầu gì thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.